trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo, chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai những bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng bài 43 Đại Kinh Phương Quảng Maha Vedala Sutta phân đoạn 192 đến 194 sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý tăng nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, trong cửu Phật Giáo Pháp của Đức Phật, trong đó có Quê Đa Lâm là Phương Quảng. Phương Quảng ở đây nếu mà nói theo trong kinh điển Pali là một bài kinh mang cái hình thức vấn đáp. Và trong trường hợp này chỉ cho sự giảng giải rộng nghĩa qua các câu hỏi và câu trả lời. Thì ở đây trong bài kinh Phương Quảng này được gồm có rất nhiều đề tài và được tôn giả Mahakottita hỏi tôn giả Sariputta bậc thượng thủ thiên văn đệ nhất của trí tuệ. Ngài Mahakottita thì cũng là một vị đại đệ tử Đức Phật đệ nhất về tuệ phân tích Patisamvada. Hai bậc thượng trí đàm luận một vị hỏi một vị đáp
Và đọc bài kinh này sẽ cho chúng ta một cái định nghĩa tinh xác thí dụ như nói về cái biết của tuệ, của thức, cái biết của thọ, của tưởng, vân vân. Bởi vì những cái từ gọi là panya, nha năng hay là vedana hoặc là sanya, nếu mà dịch nhầm lẫn đó thì cứ định nghĩa là biết biết biết, nhưng mà thực ra thì cái biết của tuệ nó khác, cái biết của thức nó khác, và cái biết của thọ nó khác, cái biết của tưởng nó khác. Và hôm nay trong bài kinh này chúng ta chỉ mới học có một vài phân đoạn đầu, tức là từ phân đoạn 192 cho đến 193-194, rồi những ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục học. Hôm nay thì tới ngày thứ ba chúng ta sẽ tiếp tục học thêm nữa. Chúng tôi lấy làm thiết là gặp những cái bài kinh như thế này đó mà các vị giảng sư không chịu có mặt ở trong rừng để được nghe, bởi vì các vị giảng sư sẽ rất cần những cái định nghĩa tinh xác như thế này. Nếu như mà không có chuyện nghe, không có chuyện học thêm đó, thì các vị đó chỉ nói miên man, khi mà đi thuyết pháp chỉ nói miên man thôi, không có phân định rõ ràng. Chúng tôi rất thấy lần tiếc. Hôm nay có đệ tử Pháp Tính, không biết đệ tử Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Hãy được cố gắng tham dự cái những cái bài kinh như thế này để có được cái vốn liếng kiến thức thêm, kiến thức của Phật học. Bài kinh hôm nay chúng ta, đoạn kinh này chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Chất Đẳng điền khuyết, giảng điền khuyết cho Thượng Tọa Hợp Tân. Bây giờ thì trước nhất xin mời cô Công Lan đọc cho chánh kinh, chánh văn của bài học Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn quý sĩ. Con xin được đọc chánh văn. Con xin được đọc kinh văn. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 43, kinh Đại Kinh Phương Quảng, Mahavedanla Sutta, phân đoạn 192-194, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Bài 43, Đại Kinh Phương Quảng, Mahavedanla Sutta, phân đoạn 192-194. Chữ quê đanh lá trong Phạn ngữ có nghĩa đen là cái gì thuộc kinh điển, nghĩa bóng là cái gì được giảng rộng nhờ phân tích trong cổ văn chữ Hán. Phương là vuông vức, quảng là rộng lớn, cộng lại chỉ cho cái gì được giải thích rộng rãi. Trong kinh điển Pali thì chữ phương quảng dùng cho một trong chín loại kinh điển mang hình thức vấn đáp.
trong trường hợp này chỉ cho sự giảng giải rộng nghĩa qua hình thức câu hỏi và câu trả lời. Trong lịch sử Phật giáo từ thế kỷ 1 Tây lịch, chữ Phương Quảng cũng được dùng để chỉ cho Phật giáo Đại Thừa. Bài kinh này gọi là Đại Kinh vì tiếp theo có bài kinh khác cùng tên nhưng ngắn hơn. Tôn giả Maha Kothita là một trong những đại đệ tử Phật được Đức Thế Tôn xác chứng là đệ nhất về tuệ phân tích Bhattisambhida Pattanang. Ngài xuất thân từ một gia đình Bà La Môn giáo có danh giá tại Sawatthi. Trước khi xuất gia theo Phật, Ngài được biết là người bác lãm kinh điển Quê Đá. Tôn giả Sariputta là một trong hai vị thượng thủ thinh văn, là bậc đệ nhất về trí tuệ trong các thánh đệ tử Phật. Chi tiết về Ngài đã được đề cập nhiều lần trong các bài kinh trước đây. 192. Khi bậc thượng trí đàm luận về cái biết của trí. Mở đầu pháp đàm. Mở đầu pháp đàm, Ngài Maha Kothita nêu lên câu hỏi về tuệ trí. Pachanati là sự hiểu biết gồm đủ cả bốn khía cạnh: vấn đề đích thực, khổ đế, nguyên nhân của vấn đề, tập đế, giải pháp đích thực, diệt đế và phương thức đạt đến giải pháp đạo đế. Theo sớ giải thì tuệ tri ở trình độ trọn vẹn nhất là tuệ trong tâm đạo của bốn đạo bốn quả. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sawatthi tại Chetawana, tịnh xá ông Anathapindika, lúc bấy giờ tôn giả Maha Kothita đại câu Hila vào buổi chiều khi thiền định xong, đứng dậy đi đến chỗ tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời đón hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Kothika nói với tôn giả Sariputta tuệ giác: này hiền giả, liệt tuệ, liệt tuệ, đức banh ná được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? Này hiền giả, vì không tuệ tri, không tuệ tri, nắp bát giác nát tí. Này hiền giả, nên được gọi là liệt tuệ. Không tuệ tri là gì? Không tuệ tri gì? Không tuệ tri, đây là khổ. Không tuệ tri, đây là khổ tập. Không tuệ tri, đây là khổ diệt. Không tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì không tuệ tri này hiền giả, nên được gọi là liệt tuệ. Lành thai hiền giả, tôn giả Maha Kothita hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta nói, rồi hỏi tôn giả Sariputta một câu hỏi nữa. Này hiền giả, trí tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào là được gọi là trí tuệ? Vì có tuệ tri, này hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri, đây là khổ. Có tuệ tri, đây là khổ tập. Có tuệ tri, đây là khổ diệt. Có tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì có tuệ tri này, này hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. 193. Cái biết của thức tri, không phải tri thức. Toàn bộ sự phân tích về tâm và trí trong bài kinh này được vấn đáp trong phạm vi tâm thái của một hành giả trên hành trình tu tập. Đối với một vị có kiến thức về A Tỳ Đàm và pháp hành chỉ quán thì những phân tích ở đây đặc biệt lợi ích. Cái biết của thức hay thức tri là nhận biết của cảnh khổ, cảnh lạc, cảnh bất khổ, bất lạc. Cái biết của thức, thức tri có thể đi chung tách rời cái biết của trí, tuệ tri. Tôn giả Sariputta đưa ra dẫn chứng một điều cụ thể. Tuệ tri có thể được huân tu, nhưng thức tri thì chỉ có thể nhận hiểu. Kinh văn thức. Thức này hiền giả, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là thức? Này hiền giả,
vì thức tri. Thức tri này hiền giả nên được gọi là có thức. Thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất khổ, bất lạc. Vì thức tri. Thức tri này hiền giả nên được gọi là có thức. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, điều gì tuệ tri được là thức tri được, điều gì thức tri được là tuệ tri được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp, không phải không kết hợp này? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, giữa những pháp được kết hợp, không phải không được kết hợp này. Trí tuệ cần phải được tu tập, phá quê tắp ba, còn thức cần phải được liễu tri, parinayyang. Như vậy là sự sai khác giữa những pháp này. 194. Cái biết của thọ và cái biết của tưởng. Cái biết của thọ là cái biết của cảm giác, quê đê tí. Có ba thứ cảm thọ là khổ thọ, lạc thọ, bất lạc, bất khổ thọ. Cảm thọ trong Phật Pháp đơn thuần là cảm biến đối với cảnh, chứ không phải là phản ứng thích, không thích hay thản nhiên. Sớ giải đặc biệt nhấn mạnh chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Kinh văn thọ. Cảm thọ, này hiền giả, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là cảm thọ? Này hiền giả, cảm thọ, quê đê tí, nên được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ, bất lạc thọ. Này hiền giả, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. Tưởng, này hiền giả, tưởng sanh nhá. Được gọi là như vậy, này hiền giả, như thế nào được gọi là tưởng? Tưởng tri, sanh giá nát tí. Này hiền giả, nên được gọi là tưởng. Và tưởng tri gì? Tưởng tri màu xanh, tưởng tri màu vàng, tưởng tri màu đỏ, tưởng tri màu trắng, tưởng tri, này hiền giả, nên được gọi là tưởng. Này hiền giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, điều gì cảm thọ được là tưởng tri được, điều gì tưởng tri được là cảm thọ được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Những điểm cần nhớ. Cũng như cái biết của trí và cái biết của thức, đoạn này so sánh cái biết của thọ và cái biết của tưởng, có thể đi chung và có thể tách rời. Trong tâm thiền, có cái biết của cảm biến đối với cảnh thọ, mà cũng có cái biết của ấn tượng sắc màu, tưởng tri. Sự phân tích ở đây rất quan trọng để hiểu về sự chứng đạt cao tột của tâm thoát và tuệ giải thoát, được đề cập sau này về diệt thọ tưởng định. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Con được xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
sách cái kinh Chúng ta tự sư và cảm ơn cô Phong Lan. Trước khi đi vào bài giảng hôm nay thì muốn hỏi cho Bạch Sư Đoàn Thầy Siêu Thượng Tọa có còn ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Khi ngày nãy trong phần dẫn dập nghe thì có cái cảm nhận là Thượng Tọa có ít nhiều cảm hứng với đề tài ngày hôm nay. Nếu được thì xin cung kính Thượng Tọa giảng cho phần đầu và sau đó thì sẽ điều hành phần thảo luận điều họp, hay hoặc giả là Thượng Tọa giảng một phần cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một đề tài mà trước khi hướng vào nội dung thì chúng ta tìm hiểu một ít về tựa đề của bài kinh này. Bài kinh Maha Veda, chữ Veda hay là Vê hay là Phải Đà là một cái từ vựng rất là đặc biệt ở trong nền văn học phản ngữ. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng ngày nay chúng ta có một cái chữ gọi là một tác phẩm kinh điển hay là một cái cách ứng xử kinh điển ở chúng ta anh thờ thường gọi là the classic textbook, tác phẩm kinh điển là cái gì rất là chuẩn mực. Thì thứ thì kinh điển của Bà La Môn giáo thường chúng ta gọi là kinh Phệ Đà hay là Veda. Thì kinh Phệ Đà xem như là lời vàng thước ngọc của Bà La Môn giáo. Và chữ Veda có nhiều người họ định nghĩa bình thường là tri thức, như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có nhà xuất bản tri thức đó. Họ xuất bản rất là nhiều tập sách yoga, thì nhà xuất bản tri thức đó, họ lấy cảm hứng từ cái chữ Veda mà ra. Chữ Veda được xài rất là nhiều nghĩa. Chữ Veda trong nghĩa đen còn có hình thức gọi là trình bày ý nghĩa và cách vấn đáp, và Catechism ở trong tiếng Anh, Catechism là một cách của Catholic họ giảng về thần học theo hình thức vấn đáp. Và ở trong Phật giáo thì có rất nhiều cái bài kinh ở trong cái thể loại gọi là phương quảng, phương quảng là thì vấn đáp. Thì chữ Veda đó có nghĩa là kinh điển, Veda có nghĩa là kiến thức. Veda là lời giải rộng rãi. Veda có nghĩa là hình thức nói rõ, nói rộng bằng cách phân đáp. Ví dụ trong phần thảo luận của chư tăng mà thảo luận với vị thấy thường thường là có câu hỏi, câu thảo luận được có câu trả lời, cái đó cũng là một hình thức phân đáp. Ở trong chữ Hán thì nó cũng là cái chữ phương quảng. Phương nghĩa là vuông vức, quảng là rộng lớn. Chữ phương á là vuông vức, chỉ cho một cái gì mà nó có một cái quy định thẳng hồi, quy định thẳng hồi, chuẩn mực, giống chúng ta nói vị phương trượng, vị phương trượng là cái vị mà ở trong một ngôi chùa, vị đó là vị xác lập được, giống như tối cao pháp viện là tiếng nói sau cùng để nói rằng cái gì đúng cái gì không đúng với hiến pháp, thì vị phương trưởng của bạn. Thì ở trong chữ Hán thì có một số chữ là nó thành ngữ rồi, giống như chúng ta nói chữ phong vân, phong là gió, vân là mây, nhưng mà phong vân thì có nghĩa là chiến tranh, như Hoàng Hạ Đại Phong Vân hay là Long Hổ Phong Vân chẳng hạn, là chỉ cho cái cuộc chiến. Nhưng mà ở tại đây thì cái chữ phương quảng ở trong chữ Hán luôn luôn có cái ý nghĩa là cái gì được giải thích một cách rộng rãi. Thì thưa quý vị, một cái rất là thú vị đó là trước khi Đức Phật ra đời, kinh điển và Long giáo gọi là kinh điển Veda, kinh điển Phệ Đà. Và sau khi Đức Thế Tôn quy tịch được 500 năm
thì có một cái khuynh hướng, khuynh hướng gọi là mở rộng. Trong cái khuynh hướng mở rộng này đó, thì người ta nói nhiều về Niết Bàn. Ví dụ như bộ Trí Đồ Luận của Ngài Long Thọ, nói về trí tuệ bát, nói về tuệ giác, nói về tánh không vân vân, mà nói cái rất là rộng lớn, rộng rãi. Nên ta ở trong nhiều thế kỷ và rải rác đó đi, chữ Veda cũng chỉ cho Phật giáo Đại thừa và một Phật giáo phát triển, đặc biệt là khởi đầu từ Ngài Long Thọ, được xem như vị sơ tổ Phật giáo Đại thừa. Nhưng mà kinh điển thì rất là rộng. Chúng ta thấy những bộ kinh rộng lớn như là bộ Bát Nhã hay là bộ Hoa Nghiêm chẳng hạn, đó là một cái ví dụ. Do vậy thời trước khi Đức Phật thì chỉ Veda chỉ cho kinh điển của Bà La Môn giáo, và sau khi Đức Phật viên tịch 500 năm thì chữ Veda cũng có đồng nghĩa với giáo nghĩa của Phật giáo Đại thừa. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là bài kinh Đại Phương Quảng. Đại Phương Quảng, chữ đại ở đây nó không phải là một cái chữ mình nói là giảng giải đã vấn đề rộng lớn mà còn có chữ đại nữa. Nhưng mà chữ đây là chúng ta là không giống cái kinh Đại Phương Quảng của Phật giáo Đại thừa, mà chúng ta nói là Phương Quảng Đại Kinh hay là Đại Kinh Phương Quảng, tức là bài kinh lớn về Phương Quảng. Mà chúng ta có bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng sóc giảng sau bài kinh này. Ở trong bài kinh này thì hai bậc thánh trí, một bên là Ngài Xá Lợi Phất, được Đức Phật Ngài gọi là, mặc dù Ngài là bị thường thủ sinh văn, nhưng mà Ngài còn có một cái một điểm mà Đức Phật xác nhận là Ngài đệ nhất về trí tuệ. Và Ngài Mahakosika, Ngài Mahakosika, Ngài là được xem như là đệ nhất về tuệ phân tích. Mình nghe cũng hơi lộn xộn chút xíu, tại sao mà như vậy? Mình hỏi là tôn giả Xá Lợi Phất đã đệ nhất trí tuệ rồi, mà sao còn có vị là đệ nhất về tuệ phân tích nữa? Như vậy Ngài Xá Lợi Phất Ngài có trí tuệ mà không, Ngài không có tuệ phân tích lớn bằng vị Kosika này, phải không? Thì thứ vị Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là bậc trí tuệ, và cái trí tuệ của Ngài đó là nó có nhiều cái lĩnh vực, ở trong đó kể cả cái lĩnh vực hoằng hóa, kể cả cái lĩnh vực mà hiểu biết về ngôi nhà của giáo pháp. Chúng tôi tạm lấy ví dụ là Ngài Xá Lợi Phất là một vị kiến trúc sư, mà vị kiến trúc sư này là am hiểu tất cả những cái ngõ ngách, những cái cấu trúc của một cái một công trình xây cất rộng lớn như một cái phi trường, một cao ốc chẳng hạn. Thì đó là được xem như là một vị có kiến thức như vậy. Mà Ngài Mahakosika là một vị mà đệ nhất về phân tích, về tuệ phân tích. Ở đây có nghĩa là Ngài phân tích rất là ly chi, rất chi tiết và rất là nhanh, rất là sắc bén. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong một cái việc kiến trúc thì có một ông kiến trúc sư cũng rất là thạo mọi việc. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ có một vị gọi là civil engineering. Cái vị civil engineering là tính toán, và tính toán rất là cẩn thận là một cái máy lạnh lớn đặt ở trên nóc nhà nó có độ rung, và độ rung này ảnh hưởng đến cái công trình xây cất như thế nào, về lâu về dài 5 năm, 3 năm. Thì sự tính toán này nó lại cần một cái người khác họ chuyên về việc tính toán. Ví dụ như cái máy lạnh đẩy lên thì nó không sập liền, nhưng mà cái building đó mà cái máy lạnh lớn mà nó độ rung lâu ngày xài gì vài ba năm có thể là sập ngôi nhà được. Thì cái vai trò của vị civil engineering phải tính toán chuyện đó. Thì ở đây chúng ta không nói rằng cái ông civil engineering giỏi hơn là kiến trúc sư, hay là kiến trúc sư giỏi hơn là civil engineering. Mỗi người có cái lĩnh vực khác nhau, chứ không phải là một lĩnh vực. Thì Ngài Mahakosika trước khi xuất gia đó cũng là một vị nguyên thâm về kinh Vệ Đà,
tức là được xem như là một học giả, có tầm cỡ ở tại Xá Vệ. Ngài Xá Lợi Phất cũng xuất thân từ Bà La Môn, ngài cũng là một vị trí thức của xứ Mạc Kiệt Đà, còn ngài Ma Có Thích Ca thì là vị trí thức của xứ Kiều Tắc La. Xuất gia thì một vị là đệ nhất về trí tuệ trong số đệ tử Phật, một vị là đệ nhất về phân tích. Thì bây giờ hai vị này có một cuộc đàm luận, và cuộc đàm luận này đó, có thể nói rằng rất là đặc biệt, là nói vấn đề rất là chuyên và sâu. Chuyên ở đây tức là nói về cái biết ở trong sự tu tập, hành trình tu tập, và từ cái cao điểm cho đến cái trung bình. Sư xuất trong bài kinh này đề cập cái biết như vậy. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có cái kỷ niệm là có một lần chúng tôi qua chùa Phật Bảo với Hòa Thượng Giới Nghiêm. Thì lúc đó nghe Chư Tăng nói về một cái sự kiện là có một vị sư hành thiền rất là giỏi và có thể ngồi thiền như vậy 3-4 ngày liên tục, thì sẽ bị đó có trình độ tu thiền rất là cao. Và có một câu hỏi đặt ra là khi một người nhập vào định thì người đó có còn biết hay không biết. Thì thưa quý vị, ngày Hòa Thượng Giới Nghiêm thì ngài nói rằng ở cái mức định xong thì người đó chỉ biết có cái đề mục định mà kể như là không biết, không biết gì ở bên ngoài. Và đó là cái cách giải của ngài Giới Nghiêm. Khi mà chúng tôi đem câu chuyện này về bạch với ngài, tôi sự hỏi ngài đó, thì ngài biểu chúng tôi đọc bài kinh này, bài kinh Đại Phương Quảng. Đại Kinh Phương Quảng rồi đó là cũng kỷ niệm mới trong đời. Ở trong bài kinh này, thưa quý vị, mở đầu thì ngài hỏi rằng thế nào là liệt tuệ, đúng bệnh nhau. Có nhiều khi Hòa Thượng Minh Châu gọi gì là ác tuệ hay liệt tuệ, là nó có những cái biết mà cái biết là cái dốt. Thì thưa quý vị, lời thiêu trưởng, sư trưởng thường nhắc hồi xưa, đỡ gần sư trưởng ở đời có ba cái, dốc. Cái chuyện đáng biết mà không biết, chuyện không đáng biết mà biết, và khi mà biết thì biết không rành, đó là ba cái dốc. Thì định nghĩa như vậy rất là thú vị khi mà chúng ta nói về liệt tuệ. Thì sư Goenka có kể một câu chuyện mà có thể nói là chuyện để đời. Thì sư Quân Cá nói hoài câu chuyện này, nói cả trăm cả ngàn người ở trong các pháp thoại, mọi người đó gần đều nghe đó, nói rằng có một chiếc tàu, một chiếc du thuyền ở biển, ở trên, đi trên biển, lại như đi một hành trình xa, giống như chúng ta gọi là cruise bây giờ đó. Thì thứ gì có hai người đi chung một cabin, tại một cabin là phải có hai người ở. Mà có một người trong cabin đó thì kiến thức rất là uyên bác, nói chuyện đông thê kim cổ, văn học, nghệ thuật, chính trị, văn hóa, cái gì cũng biết hết. Thì thưa quý vị, mỗi lần mà bị đề trình bày vấn đề gì, như là nói về Shakespeare, hay là nói về con người thám hiểm cung căng, hay hoặc giả là nói về những loại phấn tảo, những loại tảo biển ở trong đại dương chẳng hạn, thì vị này thường trình bày hỏi rằng bạn có biết điều này không? Thì người bạn kia nói tôi không biết. Thế bạn mà không biết cái đó là chết nửa cuộc đời rồi. Dạ, hỏi cái gì người ta có biết không? Nó nói không biết, bạn chết nửa cuộc đời. Thì ông này cũng giỏi lắm, cũng biết nhiều chuyện. Nhưng mà khi ở trên tàu thông báo rằng tàu va chạm phải một cái
một cái tảng băng hay gì sắp chìm rồi. Thì cái ông biết ít, ông hỏi bạn như vậy bạn biết lỗi không? Thì ông bạn nói là tôi không biết lỗi. Thì nói như vậy ông chết cả cuộc đời rồi. Dạ. Thì thưa quý vị, công việc đó như vậy là nói cho cùng thì trong đời chúng ta có những cái đáng biết mà mình không biết, có những cái không đáng biết mà mình biết. Thì cái đó sư trưởng gọi là cái dốc, nhưng mà nó hàm nghĩa là liên tuệ. Lấy một ví dụ là chúng tôi nhớ ngày xưa chúng tôi thì không ưa cộng sản và cũng không có ưa Mao Trạch Đông, nhưng Mao Trạch Đông cũng có một cái giai thoại để đời lại đó là có một số người học giả, có một số người trí thức của Trung Quốc đó, họ đưa ra một cái luận điểm về chủ nghĩa phát xít mà bằng lý luận v.v. thì những người thân cận họ trình lên cho Mao Trạch Đông á, thì lúc ông Mao Trạch Đông ổn mới không được phê phán nói như vậy. Cái bọn đó chỉ là con một sách thôi, con một sách thôi. Tức là lý luận thì giỏi nhưng mà gọi là quy động quần chúng và tạo thành một thế lực thực sự thì không làm gì được hết. Ông Mao Trạch Đông gì? Thì thật ra Mao Trạch Đông là một con người đi gieo bao nhiêu cái đau thương đến cái Trung Quốc thì chúng ta khỏi phải nói rồi, nhưng mà có điều như vậy là một người chính trị, là một chiến lược gia bản lãnh. Thì ông cũng thấy rằng ở trong xã hội có rất nhiều người luôn luôn nặng về cái phần kiến thức như một con mọt sách, nhưng mà ra cái đời sống thực tế bên ngoài thì không có được. Ở đây chúng ta phải nói là thí dụ như một người có bệnh mà họ không có để tâm để biết về căn bệnh của mình, cái nguyên nhân của căn bệnh. Thí dụ mình bệnh tiểu đường mà không biết về cái bệnh trạng của mình, mà không biết cách lo trị liệu, mà tối ngày mình cứ bằng đông tây kim cổ hoài đó, thì kể ra mình cũng có vấn đề. Tại vì sao vậy? Nó có vấn đề cấp, nó có vấn đề mà thật sự thực tế của đời sống mà mình lại không biết, thì mình còn sống mơ màng mơ mộng ở trên ở một phương trời nào đó mà mình không thực tế. Thì ngày Xá Lợi Phất ở trong ngày có cái định nghĩa rất là rõ ràng về ly tuệ và tuệ tri. Ly tuệ đó là cái đáng biết mà không biết, cái không đáng biết mà biết. Và một người có tuệ tri là cái không cần biết thì không cần biết, và cái cần biết thì cần biết, và khi biết biết. Và ở đây ngài đề cập đến ngài đề đến một điều, đó là cái biết của tuệ tri. Ở đây chúng tôi nói về câu chuyện trong kinh, chúng tôi nói về sự tuệ tri nhé quý vị. Cái biết của tuệ tri ở đây đó là biết về sự, biết về nhân sanh khổ, biết về sự diệt khổ, và biết về con đường đưa sự diệt khổ. Chúng ta để ý ngày nay ở trên thế giới nói về khoa học đó, thì những nước nào mà có trường đại học, có những cái phân khoa khoa học đó, thì nói chung là đa số các trường đại học đều có lý thuyết, đều có lý thuyết hết. Thậm chí họ giải về lý thuyết về nguyên tử, họ giải về lượng tử, họ giải về rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái lý thuyết của các trường học đó là một chuyện, mà chúng ta gọi là science, khoa học lên chuyện. Nhưng mà có những cái trường mà họ gọi là trường polytechnic, trường về kỹ thuật, thị trường kỹ thuật rất là quan trọng, là làm sao áp dụng khoa học vào trong đời sống, đem cái science biến thành technology. Technology chúng ta gọi là công nghệ, hay là trước gọi là kỹ thuật, bây giờ Việt Nam hay gọi là công nghệ. Tức là cái kiến thức của khoa học như vậy mà đem ứng dụng được trong đời sống thì gọi là technology. Từ science đối với technology, từ khoa học mà ứng dụng vào kỹ thuật. Rồi lại có một cái bộ phận khác đem cái kỹ thuật đó vào trong đời sống hàng ngày.
Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái màn hình OLED, màn hình OLED và màn hình rất sáng và tốt đi so với màn hình LCD trước kia. Thật ra về cái lý thuyết của OLED, nó phải mất một thời gian dài để người ta chuyển từ cái lý thuyết qua áp dụng cụ thể. Cái đó đó nó rất là cần, và chúng ta phải xác định được cái mục đích của đời. Thì thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta đó, nói cái chuyện đơn giản là mình đi shopping không, nó cũng có nhiều cái dư thừa. Có những cái cần thì mình không mua, mà có những cái mua thì lại không cần. Ở trong tủ thuốc của chúng ta cũng vậy, có những thứ cần thì lại không có, có những có thì lại không cần. Ngay trong cuộc tu, mà nói chung là trong đời sống cũng vậy thưa quý vị. Con người sinh ra ở đời tất bật ngược xuôi, có những người bỏ cả cuộc đời mình để làm gì, để rồi trong giờ phút cuối cùng mình khám phá ra những cái chuyện đó nó thực sự có lợi lạc gì cho cuộc sống ấy. Nó có lợi lạc. Và bởi vì Đức Phật Ngài khi mà nói về sự tu tập đã đưa ra một cái thông điệp là Như Lai dạy về sự khổ. Và gì khổ? Sự khổ tức là một cái nhu cầu cấp thiết. Gọi là nhu cầu là bởi vì nó cần phải làm. Gọi là cấp thiết là bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ để mà la cà, mà phải làm ngay lập tức. Nhu cầu cấp thiết có đôi khi, ví dụ như là một người bị một mũi tên bắn vào, và việc đầu tiên là phải chữa trị, phải rút được mũi tên nó ra, phải giải độc. Cái chuyện đó là chuyện cần thiết. Nhưng mà có những người trong chúng ta sống ơ hờ, sống cho qua ngày, thậm chí xem cái lợi là sự nghiệp, danh là sự nghiệp, thậm chí xem tài sản là sự nghiệp, kiến thức là sự nghiệp. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái quan trọng là sao có đủ cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ mà gọi là sự nghiệp, trí tuệ duy trì sự nghiệp, thì trí tuệ đó phải là một trí tuệ thực tiễn, hiểu rằng đây là vấn đề, đây là nguyên nhân của vấn đề, đây là giải pháp và con đường dẫn đến giải pháp. Nói một cách khác trong đạo Phật là khổ tập diệt đạo. Nếu chúng ta không có đủ cái tầm nhìn này, một cái thái độ thực tiễn này, thì chúng ta tiếp tục lẫn quẩn. Và chúng ta rất là đáng thương như câu chuyện mà chúng tôi đã kể không biết bao nhiêu lần ở trong room này, về câu chuyện của một vị vua ở bên cái xứ mà ngày nay chúng ta gọi là Iran hay là xứ Ba Tư. Một thời nào đó, đây là quê hương của những tác phẩm như Nghìn Lẻ Một Đêm. Thì thứ bị kể của vị vua là nhà vua trong cuộc đời là một người ưa thích tìm tòi học hiểu, và thỉnh thoảng giả dạng thường dân đi kinh lý. Và nhà vua nghe những điều rất là hay. Người ta nói cách nào để nuôi bò, để nuôi cừu. Người ta nói cách nào để làm thảm. Người ta nói cách nào để làm cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, vân vân. Thời đó là một thời xa xưa, nhưng mà nhà vua lại nghĩ ra một chuyện này. Cần có một cái sưu tập tất cả cái tinh hoa, cái túi khôn của nhân loại, để vào trong một cái nơi cho nó khỏi bị thất lạc, mình có thể truyền đời. Ngày nay chúng ta gọi là thư viện. Thời đó người ta chưa có cái ý niệm về thư viện. Thì nhà vua trở về làm một cái cuộc hiệu triệu. Những quần thần nói rằng trẫm có cái ý muốn như vậy, các khanh phải tìm những người thông thái, những người có tinh thần học hỏi, và những người học hỏi một cách tương đối là có phương pháp, đi sưu tầm những cái kiến thức ở trong dân gian và ghi lại, rồi cất vào một nơi mà gọi là thư khố. Thì thưa quý vị, các quan tuân lệnh. Và trong suốt 12 năm làm việc đó, thì đến một ngày các quan đã đến trước ngai vàng và trình nhà vua rằng
Mưu Tâu Hoàng Thượng. Tính và cái ý của Hoàng Thượng, tôn ý Hoàng Thượng trước đây là làm sao có được một thư khố. Sau 12 năm thực hiện bài trình lên rằng thư khố đã sẵn sàng để Hoàng Thượng thưởng lãm. Nhà vua đã được dẫn vào trong một cái nhà, một cái ngôi đền khổng lồ. Ngôi đền có thể là chỉ kém với hoàng cung thôi. Nhưng mà rồi đi xuyên qua những cái hành lang và những cái kệ, ở trên những kệ trên chất những cái tấm da thuộc. Và những tấm da thuộc này ghi lại về những cái kiến thức của loài người mà các vị quan trong 12 năm đã sưu tập được. Thì thưa quý vị, nhà vua đi một vòng xong, nhà vua quay lại nói với các quan rằng: trẫm quả thực rất là cảm kích những gì chư hiền khanh làm. Nhưng mà với chừng này kiến thức, chừng này ghi chép và chừng này những cái gia thuộc, thì thật ra ở cái tuổi trẫm mà trẫm không có hy vọng gì mà đọc hết một cái kho tàng vĩ đại này. Nên chư hiền khanh làm thế nào đó mà cử ra một vị quan vừa là có trình độ và vừa có khả năng để viết ngắn gọn cô đọng lại cho trẫm. Trẫm cần một cái quyển sách, một quyển sách đó có thể tóm tắt thu gọn tất cả những kiến thức của Đông Tây Kim Cổ. Và các quan đã dập đầu xuống nói tuân lệnh. 3 năm sau thì thưa quý vị, các quan lại trình lên nhà vua về công trình đã soạn xong, và họ cử 8 người lực sĩ mang vào trong trước ngai vàng của nhà vua khiêng một cái quyển sách khổng lồ. Và trên quyển sách đó, đó là một cái tóm tắt của tất cả những gì đã được biên soạn trong thư khố. Chúng ta tạm gọi là làm một cái index như ngày hôm nay, là một bản liệt kê. Và trong bản liệt kê đó có cái thứ tự, và trong thứ tự đó có giải giải cách ngắn gọn những điều mà trong cái thư khố có. Thì thưa quý vị, nhà vua dùng quyển sách đó, nhà vua nói rằng: quá thật, chư hiền khanh đã làm một việc rất là lợi ích cho hậu thế. Mặc dù trẫm là người đề xướng và rất là tha thiết với công trình này, nhưng mà thú thật ngày hôm nay mắt đã mờ và tay cầm gươm đã rung rồi. Viết thì chữ nó không còn ngay ngắn như ngày xưa nữa, mà bảo rằng là từ trang này trẫm không có can đảm. Thôi thì trẫm muốn các khanh làm cho trẫm một công việc cuối cùng, đó là tìm một người. Người đó không phải chỉ có kiến thức mà có đủ trình độ minh triết để đọc qua hết cái bộ sách Bách Khoa này, bộ sách Bách Khoa mà đang đặt trước mặt trẫm, và cho trẫm một vài lời tóm tắt hay không. Tức là bộ sách Bách Khoa là một cái cô đọng của những sách ở trong thư khố. Bây giờ nhà vua lại muốn làm một cái cô đọng khác, bởi vì nhà vua không can đảm đi qua từng trang sách. Quý vị nào mà đọc những quyển sách Encyclopedia, những quyển sách Bách Khoa toàn thư, thì thật ra đôi khi cảm thấy rằng không phải đơn giản mà mình đọc hết được. Thì thưa quý vị, là mua mà muốn gì không được, và các quan lại dập đầu tuân lệnh. Rồi thưa quý vị, 1 năm sau thì các quan lại gửi một cái sớ dâng lên nhà vua, nói rằng điều mà nhà vua làm thì các quan đã thực hiện, là tìm một người chìa khóa lật từng trang của Bách Khoa, và người đó đủ sáng suốt, đủ minh triết để nói lịnh lời cô độc, thì xin cho người đó được diện kiến nhà vua và trình bày như là nhà vua mong muốn. Thì câu chuyện nó nói rằng lúc bây giờ nhà vua đã già, thời đó có lẽ thuốc men nó không được như bây giờ, nên người ta ở cái tuổi nào đó thì rất là mau già, và nhà vua đang nằm thôi thóp ở long sàng. Khi nghe người trình như vậy thì nhà vua nói rằng: hãy mời người đến đây, hãy mời một người mà mang cái tâm nguyện bình sinh của trẫm đến
để cho trẫm biết rằng cái gì là cái cô động, cái gì là cái kết tinh của tất cả cái túi khôn của nhân loại. Thì thưa quý vị, vị học giả đó, vị hiền triết đó, người mang cái sứ niệm, sứ mạng thiêng liêng đó, đến gần bên giường bệnh, bên lông sàng của nhà vua, kê bộ lỗ tai nói rằng, con người sanh ở đời, dù là giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, hữu phúc hay bất hạnh, tất cả không ai thoát khỏi già, đau và chết. Câu nói đơn giản như vậy. Và nhà vua nhận ra điều tốt và nhà vua nhắm mắt ra điều. Thì thưa quý vị, chúng ta hiểu sao về câu chuyện đó cũng được. Nhưng mà có một điều rằng trong cuộc đời này, khi mà mình nói về cái biết, thì cái biết của chúng ta nó mông lung lắm, nó vô cùng. Một cái ví dụ rất là đơn giản là nhiều năm sau này chúng ta ít xài đến những bộ như là Britannica Encyclopedia hay là bộ từ điển bách khoa của Pháp, mà chúng ta tra nhiều qua Internet, và cụ thể là bộ bách khoa mở Wikipedia. Thì Wikipedia ngày hôm nay riêng trong tiếng Anh không á, là có hơn 1.700.000 article, bài viết, gọi là entry, và còn tiếp tục nhiều hơn nữa, tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục cập nhật, nói đủ thứ chuyện hết. Chúng ta nói từ cây kim đến chiếc cầu ngầm, chúng ta nói từ một chiếc lá ở trong vườn cho đến một cái tinh cầu xa xôi, tất cả đều được nói đến trong Wikipedia. Nhưng mà chúng ta học gì từ đó? Chúng ta lấy gì từ đó? Câu trả lời rất là đơn giản là chúng ta không thể đem hết vào lòng. Và cái ý tưởng rằng mình phải biết hết đó, là một ý tưởng rất là điên rồ. Và chúng ta chỉ nên biết cái gì mình cần biết mà thôi. Một cái ví dụ đơn giản là chúng ta có vài ba triệu đồng, có sẵn mà có triệu kim ở trong ngân hàng. Mà phải với vài ba triệu Mỹ Kim mà để tiêu xài như vậy, mà mình muốn đi siêu thị mình chắc hết tất cả mọi thứ rồi. Để chắc hết để làm gì? Chúng ta chỉ mua cái gì mình thật cần, rất cần, rất cần. Đặc biệt là trong cuộc hành trình dài của cuộc đời. Và cái người khôn ngoan không phải là người muốn thâu tóm tất cả. Người khôn ngoan là người biết cái gì cần và biết những nhu cầu của mình. Cái nhu cầu và biết gì cần, nó phải dựa trên một cái thực tế mình là ai, mình nhu cầu gì. Và Đức Phật ngài dạy rằng tất cả chúng sanh có một nhu cầu cấp thiết là chữa cái căn bệnh trầm khổ đau khổ. Và muốn chữa căn bệnh đau khổ đó, phải biết cái bệnh đó là gì. Chẳng những vậy mà còn biết cái nhân sắc bệnh, chẳng những vậy mà còn biết thế nào là chỉ hết bệnh và thế nào là cái phương cách để hết bệnh. Nói một cách rất là ngắn gọn là khổ thập diệt đạo. Thì ngày Sư Thứ Tám đặc biệt nhấn mạnh đến tiếng này, như là một sự đối lập lại với cái mà ngài gọi là đúc ba nhá hay là liên tuệ. Ở đây là tuệ. Và trong bài kinh mở đầu này, thưa quý vị, cái thông tin mà nói thì cả bốn cái biết ấy, đều là cái biết. Nhưng mà bốn cái biết này nó mang nhiều tính cách khác nhau mà chúng ta phải có khả năng để thấy sự khác biệt. Ví dụ như là mình nói giữa tuệ tri và thức tri. Thì thức tri, thưa quý vị, nó cũng là cái biết. Cái biết ấy, nói theo trong Thắng Pháp, và ở đây cũng là cái tốt của Thắng Pháp, là biết về cảnh tốt, cảnh xấu. Và cũng có những cái biết là cái tâm vô tưởng vô phạt. Thí dụ như là con người chúng ta,
có những điều mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, quá thiện, quá bất thiện, cái đó mình biết. Dạ. Thì biết đó, nó không có cần phải tôi luyện. Cái biết đó đó, nó vốn là do cái nghiệp của quá khứ. Chúng ta sanh ra đời, nhãn căn là vậy, dĩ căn là vậy, tỷ căn là vậy, thiệt căn căn là vậy, thân căn là như vậy. Thì những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, trúc chạm, từ đó nó có cái gọi là thị giác, tỉnh giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Mà trong danh từ Phật học gọi là nhãn thức, dĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức. Mà cái biết này đối với cảnh tốt và cảnh xấu thì mình không có sự lựa chọn, mà nó là do cái quả nghiệp quá khứ. Nhưng mà để biết được, cũng là biết mà biết được cái giá trị thật sự của đời sống là tệ đi, là một câu chuyện khác. Yeah. Biết là một câu chuyện khác. Ví dụ là Đức Thế Tôn của chúng ta, khi mà Ngài đi bốn cửa thành, đi vào bốn cửa thành, Ngài thấy bốn cảnh là cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, và hình ảnh của vị xuất gia, lão bệnh tử tăng. Thì thưa quý vị, bốn cảnh này thật ra nó có những cảnh đẹp. Biết cái đẹp và cái không đẹp thì cái đó là thuộc về thức thiệt. Nhưng mà Ngài trở về, Ngài suy nghĩ rằng ta đây bị sanh già đạo chết chi phối, tại sao lại đi tìm cái sanh già đạo chết chi phối? Về ý nghĩ này đã khiến cho Ngài quyết định là Ngài phải đi tìm một cái gì đó gọi là vô thượng an ổn, đi làm cái gì đó mà không có lẫn quẩn. Mình đã bị sanh già đạo chết chi phối, lại tìm cái sanh già đạo chết chi phối. Và Ngài đã kêu Sa Nạc đến chuẩn bị. Tối hôm đó Ngài lên đường đi xuất gia. Thì cái ý nghĩ mà nói rằng ta đang bị sanh già đạo chết chi phối, tại sao lại phải đi tầm cầu cái sanh già đạo chết chi phối? Cái đó là tuệ đi. Ở trong cái câu đó, tuy là nó còn có chút mơ hồ, nhưng mà Ngài đặt ngay vào vấn đề, đặt đúng vấn đề. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ rằng tuệ tri có thể tu tập được, nhưng mà thức tri không tu tập được. Thức tri là cái biết của giác quan, và cái biết này nó chi phối bởi nghiệp quá khứ. À, nó có sự khác biệt. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Và ở đây thì chúng ta bước qua hai cái biết khác, là cái biết của tưởng tri và cái biết của thọ tri. Cái biết của tưởng và cái biết của thọ. Thì khi mà chúng ta nói về cái biết của thọ đó, thì nó thuần về cảm ứng. Cảm ứng khổ lạc ưu hỷ xả, chúng ta gọi là cảm biến đó. Và chúng tôi nói nhiều lần là cái thọ trong đạo Phật nó đơn thuần chỉ là một thứ cảm biến, chứ không phải là xử lý. Nó không phải là emotion, mà nó là feeling. Feeling khác với emotion là, emotion là có phản ứng. Nó là một cảm xúc mãnh liệt có phản ứng. Cái cảm xúc mãnh liệt phản ứng cái xử lý cảnh là hành quẩn. Nhưng mà feeling thì nó không có xử lý. Thế đây thưa quý vị, đối với một người tu tập á, cái thọ đó
nó có liên hệ đến những điều như là xả niệm lạc trú của Đức Phật, xả niệm thanh tịnh, nó liên hệ đến hỷ lạc. Trước cái hỷ lạc do ly dục sanh đó, thì nó có cái hỷ lạc do ngũ quan, do năm căn. Mà cái đó bài học tế sẽ chúng ta bàn. Nhưng một người tu tập thì hiểu rằng cái hỷ lạc do ly dục sanh đó, nó tinh tế hơn cái hỷ lạc của dục sanh, của năm dục, cảnh dục. Rồi đằng sau đó là cái cảm giác vi tế hơn, là một cái cảm thọ không có như phần của hỷ lạc, xả niệm lạc trú, xả niệm thanh tịnh. Ở cuối bài kinh này thì chúng tôi sẽ có dịp nói thêm về việc thọ chứng định. Nhưng mà có một cái trạng thái khác chúng ta gọi là tưởng tri. Và cái tưởng tri ở đây thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài định nghĩa là nó liên quan đến ba bốn màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng. Thì chúng ta nên hiểu rằng cái tưởng tri ở đây được đề cập đến là những cái ấn tượng ở trong thiền sắc giới. Chúng ta biết rằng người tu tập thiền sắc giới thì họ dùng những cảm được mà liên quan đến màu sắc và bốn cái màu căn bản. Thật ra màu trắng thì là màu căn bản, nhưng mà ở trong bây giờ người ta không kể màu trắng, thì kể ba màu xanh, đỏ, vàng. Khi người ta phối màu nó trộn với nhau ra nhiều màu khác, nhưng căn bản màu đó. Thì một cái vị mà tu tập thiền đó là dựa trên những ấn tượng của màu sắc, ấn tượng ở trong ánh sáng nó có màu sắc. Mà cho dù là tới tứ thiền hay ngũ thiền đi nữa thì nó đều dựa trên những ấn tượng của Kasina này. Và do vậy cái đó gọi là tưởng tri. Chúng ta đừng hiểu rằng cái tưởng tri là cái tưởng tri là cái biết bình thường. Và cái biết bình thường như là mình nghe một câu thơ, mình biết là thơ của Xuân Diệu, bây giờ mình biết Xuân Diệu là tưởng tri. Cái đó tưởng tri đó trong một hoàn cảnh khác. Ở đây tưởng tri đặc biệt là liên quan đến màu sắc, liên quan đến Kasina. Tại sao cái biết tưởng tri nó là ảnh hưởng? Tại vì ở trong cái sự định tâm của các cái án xứ của thiền sắc giới đó, thì nó có phân biệt rõ rằng đây là xanh, đây là đỏ, đây là vàng, đây là trắng, và có khả năng phân biệt. Cái khả năng phân biệt đó là sự phân biệt của tưởng tri, tức là phân biệt của các ấn tượng. Ấn tượng ở đây tức là màu sắc của các Kasina, của các án xứ, đất nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Thưa quý vị, quả thật thì bài kinh này tương đối là hai vị tôn giả thuyết về mở đầu ba cái, bốn cái biết của tuệ tri, và trước cái biết tuệ tri có nó cái biết của ly tuệ, rồi biết của tuệ tri, rồi biết của thức tri, cái biết của tưởng tri, cái biết của thọ tri. Thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy và thượng tọa nghe được, xin thỉnh thượng tọa khoan hỷ có vài chia sẻ liên quan đến phần đầu của bài học ngày hôm nay. Bởi vì thưa quý vị, thật ra khi đã nghe thượng tọa Từ Siêu đề cập thì nghĩ rằng thượng tọa có nhiều điều để chia sẻ trong bài kinh này, nhưng mà sau đó thì không có thấy chúng tôi trả lời, do đó chúng tôi đã điều khiển cho chuyên tòa pháp tịch để giảng bài học ngày hôm nay. Nhưng quý vị quan nghĩ chờ chút xíu. Có tín hiệu, dạ, dạ, kính cung thỉnh chuyên tòa Từ Siêu, dạ, kính cung thỉnh chuyên tòa.
anh đã một thời rồi. Kính bạch chư tổng đức kính thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay là một đề tài lớn và rất là khó khăn, nhưng mà nó lại có cái bổ ích cho cái trí tuệ của mình. Nếu mà không có nắm bắt được cái trạng thái đó, cái trạng thái biết của bốn trường hợp, thì mình chỉ xài cái danh từ thông thường cái từ nào mà quen thuộc thì mình xài cái từ đó thôi, chứ không có nắm được. Ở đây trong thanh tịnh đạo, ngài Bố Thích Khô Xá ngài đã trình bày về ba cái biết. Tức là tuệ tri, thức tri và tưởng tri. Còn ở đây trong bài kinh Phương Quảng này thì tôn giả Sariputta ngài còn có thêm một ít nữa là Vedana, là thọ. Chúng tôi cũng xin nhắc cho quý vị là cái chữ thọ đó, chữ Vedana, nó tự động từ Vedity. Và chữ Vedity thì nó tự cái ngữ quý đá, quý. Là quê đi tiếp. Mà chữ quý đá đó nó lại là một cái biết nữa. Nếu mà thông thường thì cái chữ quý đá đó hay là chữ quý đô, quý đô là người hiểu biết. Thí dụ như nó luôn có quy đu là thế gian giải. Cho nên từ cái nguồn gốc của cái từ đó, cái chữ quý đá hay là Vedana, sau đó có những cái danh từ quý đu thì nó cũng lấn cấn cái nghĩa. Như vậy cho nên ngài Sariputta ngài mới đem cái chữ quê đi tí ra đây để ngài có thi tá, ngài mới đem cái chữ quê đi thí
ra đây để mà ngài hỏi tôn giả Sariputta. Nó có cái lý do đó chứ không phải tự nhiên không. Cái chúng ta nghĩ rằng đang nói tuệ tri, thức tri, tưởng tri thì nó còn dính dắt với nhau. Cái tri là biết. Và tại sao ngài lại xen vô ngài hỏi cái chữ thọ vedana, thọ như vậy nó có liên hệ thế nào? Cho nên ở đây chúng tôi mới dẫn chứng thêm cái từ căn của động từ quê đi tí. Quê đi tí cũng là biết. Như vậy chúng ta có bốn cái biết, tức là cái biết mà thuộc về hiểu biết là bát chánh đạt tí, mà ở trong kinh dịch thông thường được dịch thì chữ bát chánh đạt tí gọi là tuệ tri. Còn cái chữ quy nha gọi là quý cha na tí, động từ quý cha na tí. Trong kinh dịch là thức tri, ở đây được định nghĩa là nhận biết. Một cái là hiểu biết, một cái là nhận biết. Còn cái chữ sanchanati gọi là tưởng tri, thì ở đây chúng ta phải hiểu có nghĩa là nhớ biết. Còn cái chữ quê đi tí gọi là cảm biết. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là chúng ta xài bốn cái động từ. Chúng ta xài chữ nào cũng có chữ biết ở trong đó thì chúng ta sẽ nắm rõ. Chữ pachana tí hay là chữ panya là sự hiểu biết, nó thuộc về trí tuệ. Quy cha na tí hay gọi là quy nha năng là nhận biết, như là nhận biết ảnh màu sắc, vân vân, sắc xanh vàng đỏ trắng nhận biết, thì cái đó chúng ta gọi là thức hay gọi là thức tri. Còn say cha na tí cũng là cái biết, nhưng mà đó là tưởng tri, là biết do ký ức, do nhớ lại, cho nên mới dịch là nhớ biết, dịch là tưởng hay là tưởng tri. Còn chữ vedana đó chúng ta gọi là cảm biết, tức là cái biết bằng cách là trải nghiệm, cảm nghiệm. Thí dụ như một người khi mà họ bị cái cảm thọ khổ hay là được cái cảm thọ lạc, thì họ cảm nhận được khổ quá, cảm nhận được sung sướng quá, thì cái cảm nhận đó chúng ta gọi cái cảm biết đó gọi là thọ vedana.
từ Vedati. Và bốn cái trường hợp này chúng ta cần phải ghi nhận, nó thuộc về cái viết của Dịch Quấn. Nhưng mà trong trường hợp đó thì ở đây chúng ta có hai vấn đề, là đối với tuệ đó, đối với tuệ hay là cái sự hiểu biết của Chanati hay Panya đó, thì đó là cái pháp cần phải tu tập, cần phải đào tạo. Còn đối với thức tri tức là nhận biết và cảm biết đó, thức và thọ, thì hai cái pháp này được gọi là Parinyaya. Parinyaya tức là cần phải biến tri, chỉ hiểu là được rồi. Còn đối với tưởng tri hay là cái biết của nhớ biết đó, thì trong trường hợp này nó có hai trường hợp. Có những pháp là đề tài tu tập, thí dụ Anicca Sanya, Dukkha Sanya, Anatta Sanya, vô thường tưởng, khổ não tưởng, vô ngã tưởng, thì cái Sanya đó đó cái sự nhớ biết đó là pháp cần phải tu tập. Nhưng mà sắc tưởng, thân tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng đó, rupa sanya, sắc sanya, gantha sanya, rasa thanh sanya, vatthapa sanya, thì cái tưởng đó đó gọi là pháp cần phải biến tri. Học đi học lại, học đi học lại, nếu mà chúng ta nhận ra được đó thì chúng ta sẽ hiểu được bài và chúng ta sẽ nhớ nhiều. Ngài Bố Tháp sáng ngày đưa lên một cái thí dụ, khi Ngài nói đến cái biết của tuệ đó, đặc biệt hơn cái biết của tưởng và của thức. Cái biết của tưởng là nhớ biết, như là biết chỗ tượng, như đứa trẻ con mà thấy đồng tiền vàng, nó chỉ thấy màu vàng, nó biết là màu vàng vậy thôi, biết cái vật tròn tròn màu vàng, nó cầm đấy, nó chơi hay là nó ngậm vô miệng, còn cái biết của thức á là nhận biết, biết cho phản xạ tự nhiên. Thí dụ như người buôn bán mà họ thu chi những đồng tiền vàng, họ cần biết cái tiền đó xuất phát từ đâu, từ cái thời đại nào, mà họ chỉ cần biết là đồng tiền đó có giá trị như vậy, chỉ biết vậy thôi. Còn cái biết của tuệ gọi là hiểu biết, biết cho suy xét, như là cái người kiểm định tiền tệ trong ngân khố,
Trong ba cái biết ấy, có cái biết của tuệ mới đạt đến cái sự liễu tri của tâm tướng và thành tựu thánh đạo. Còn cái biết của cảm thọ đó, gọi là cảm biết, thì ở đây như là một em bé khi nó thấy màu đỏ thì nó nhận ra màu đỏ, hay là màu vàng nhận ra màu vàng, rồi cái nó đưa tay nó bóc hốt, nó bóc hốt nhầm cái vật nấm, nó không qué lên, thì khi mà bị nấm á, nó biết được, cái biết đó chúng ta gọi là cảm, cảm biết, là cái biết họ. Bằng nhiều cách chúng ta thí dụ, thì chúng ta sẽ hiểu được. Cho nên ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm để chúng ta tham khảo về cái ý nghĩa, cái biết của trí, của tuệ, cái biết của tưởng, cái biết của thức, cái biết của thọ ở các giao như thế nào. Bây giờ thì đã thấy được có câu thảo luận số 1. Xin thỉnh thường tội giúp đảm trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình trường đạo thầy sư. Ông bác trường đạo thầy sư nhưng có sự gọi đây tổng quan hệ xác nhận là trong bốn cái biết, mà cái biết của tuệ, cái biết của thức, chúng ta gọi là tuệ tri, thức tri, tưởng tri và thọ tri, thì phải chăng là nó tương đương với bốn danh uẩn không? Thí dụ như là cái biết của thức tri thuộc thức uẩn, cái biết của tưởng tri thuộc về tưởng uẩn, thọ tri thuộc về thọ uẩn và tuệ tri thuộc về hành uẩn, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh trường đạo quan hệ trời. Ở đây kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta cũng có thể nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải kiểm chứng từ từ lại thì chúng ta mới biết. Như là thọ, thọ là thọ quân, nó cũng là một cái biết. Tưởng là tưởng quẩn, tưởng tri là tưởng quẩn, cũng là, cũng là cái biết. Tuệ tri tức là ở trí tuệ thì nó thuộc một trong 50 hành quẩn, cho nên nó, cái biết đó nó cũng thuộc về, chúng ta cũng gọi là hành uẩn được. Còn cái mà thức tri ở đây là chỉ cho tâm, chỉ một thức uẩn, như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiền thức, thân thức,
ý thức, vân vân. Thì như vậy, ở trong bốn cái biết này, chúng ta cũng có thể nói theo cách mà Thượng Tọa Giáo Chẳng trình bày trong cái câu thảo luận. Một cái thuộc về thọ quẩn, cái thuộc hành quẩn, cái thuộc thức quẩn. Nhưng mà trí tuệ nó thuộc về hành quẩn. Trong số 50 hành quẩn, chúng ta ấn định như vậy cũng được. Chúng ta hiểu như vậy thì cũng được, thưa quý vị. Trong bài học ngày hôm nay, ở cái đoạn 192 và 19 cho đến 193, 194 thì chúng ta chỉ mới qua về cái biết của bốn pháp, tức là cái biết của tuệ, cái biết của thức, cái biết của tưởng, cái biết của thọ. Cho nên chỉ trình bày giới hạn bao nhiêu đó. Còn cái vấn đề mà tri văn, tri tư, tri tu thì cái đó nó thuộc về cái biết của tuệ. Có gì chúng ta sẽ bàn đến, chỉ nói cái tóm tắt như thế này để trả lời câu hỏi cô Phượng Vân. Cũng đều là sự hiểu biết, nhưng mà sự hiểu biết phát sinh do mình nghe, do mình học hỏi. Rồi một sự hiểu biết đó gọi là tuệ văn. Còn cái sự hiểu biết nào mà không do nghe nhưng mà do suy nghĩ, do suy luận, do suy nghĩ mà biết thì như vậy gọi là tuệ tư, ở trên Tamaya Panya. Còn cái trí tuệ mà thuộc về thiền chứng, thuộc về đạo quả đó. Cái trí tuệ thiền chứng và đạo quả, cái trí tuệ của thiền định và trí tuệ của đạo quả, thì cái này chúng ta gọi là trí tu Phavana Maya. Ở đây có những người họ nghe nói đến trí văn, trí tư, trí tu thì họ lại hiểu cái trí văn tức là trí học hỏi, do học hỏi. Còn cái trí tư là trí do suy nghĩ. Nhưng mà trí tu thì họ nghĩ rằng là cái trí để tu tập. Không phải là cái trí tu tập, mà chữ Phavana Maya, chữ Maya tức là được làm bằng, được tạo ra bởi
Thì như vậy chúng ta gọi là trí tôn. Trí tôn tức là trí mà phát sinh do cái sự tu tập, do sự tu tập Phavana, tức là do tu thiền chỉ hoặc thiền quán. Thì chúng ta phải hiểu chuyện được chỗ đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 là Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính đức Chư Tổ Thầy Siêu. Mà Chư Tổ Thầy Siêu, chúng ta có nói một cái đại lược là tuệ tri, thức tri, thọ tri, tưởng tri, nó thuộc về bốn danh quẩn. Và ở trong Thắng Pháp thì nữa là bốn danh quẩn luôn đi chung với nhau. Thì muốn hỏi Chư Tổ Thầy Siêu là em thường gọi nghĩ đó là phải chăng khi chúng ta có tuệ tri thì chúng ta cũng cần thức tri, tưởng tri, hay là bốn cái biết này nó có thể độc lập với nhau không, nhất thiết là phải đi chung, và nó có cần nhau không? Cái định từ đầu từ siêu qua kỳ trở lại. Rất là chân thành kính thưa quý vị, thực ra pháp thì chúng ta nói tùy theo khía cạnh, ở đây để nói theo thắng pháp thì trong bốn cái tri đó cái tự tri nếu mà nó sinh khởi có đi chung là đi chung với ba cái tự kia, ba cái biết kia của thọ, của tưởng, của thức. Nhưng mà cái biết của cái thức tri tưởng tri và thọ tri thì nó đi chung, đi độc lập, nhưng mà có đôi khi nó không có đi với tự tri, không có đi trí tuệ này. Chúng ta gọi là bốn danh quẩn đi chung với nhau, tức là thọ, tưởng, rồi hành. Hành ở đây tức là xúc, tư, nhất hành, bản quyền và tác ý. Cái đó thuộc hành quẩn thì nó đi chung, không có tách rời. Mặc dù trí tuệ cũng là hành quẩn, nhưng mà trí tuệ đó nó thuộc về biệt cảnh tình hậu, do đó cho nên một số tâm nó có mặt và số tâm không có mặt. Như vậy thì trong có bốn cái tri đó, trong bốn cái tri này thì có ba cái
đi luôn luôn đi chung và cần nhau, tức là thọ, tưởng và thức. Còn cái hành quẩn trí tuệ nữa, thì không nhất thiết phải đi chung, bởi vì nó thuộc về biến hành tịnh hảo. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi này. Thưa Thầy, Thầy Sư xin hỏi Thầy Tọa một câu nữa rồi Thầy Tọa đi nghỉ. Thưa Thầy, Thầy Sư, chúng ta ở đây đề cập đến bốn cái biết của tuệ tri, thức tri, của cái biết của thọ, cái biết của tưởng. Nhưng mà tại sao trong cái thiền chứng cao nhất ấy, thì chúng ta gọi là diệt thọ tưởng định, tức là chỉ đề cập đến thọ tưởng mà chúng ta không có đề cập đến thức tri, đến tuệ tri. Xin Thầy Tọa hoan hỷ trở lại. Và sau câu hỏi này xin Thầy Tọa đi nghỉ. Ở đây thưa quý vị, trong cái khía cạnh này thì tôn giả Sariputta ngài định nghĩa giải thích về bốn cái biết để so sánh cái sự khác biệt giữa bốn bốn cái biết. Cái chuyện đó là khác. Còn cái chuyện mà cái thiền giúp cao nhất là diệt thọ tưởng định, thì thọ tưởng ở đây là nó đại biểu cho hành thức. Nên mình phân biệt từ cái cách đối nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ là không thể đem bốn cái biết trong bài học này để chúng ta nói rằng là việc thọ tưởng tại sao không nói đến việc hành và thức. Thì chúng tôi xin thưa rằng là hễ thọ mất, tưởng mất, thì có những cái trong đời sống hàng ngày chúng ta không còn tâm không còn, chỉ còn nói chuyện thọ tưởng được rồi. Với lại trong cái lãnh vực thiền thì vì các cái thiền chứng
nó dao động với nhau qua cái cảm thọ. Và đối với các cái đề mục của thiền thì nó liên quan đến tưởng. Cho nên ở đây khi nói đến thiền diệt thọ tưởng, diệt thọ tưởng định thì chỉ lấy có hai là thọ và tưởng thôi. Cho nên trong cái câu trả lời, trong cái câu hỏi thì chúng tôi nói vì thọ tưởng liên hệ đến vấn đề trong cái phạm trù thiền chính. Cho nên khi nói thiền cao chất ấy, tức là diệt thọ tưởng, nhưng mà cũng đồng thời diệt thọ tưởng là chấm dứt luôn cả cái sự hình thành bốn danh quẩn trong sát na. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi về Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú cái chân sư tọa tuệ siêu thánh sư tọa đi nghỉ, sư tọa tuệ quyền, sư tọa có mặt ở trước máy và sư tọa tuệ quyền có nghe được không? Nếu được xin thánh sư tọa trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin hỏi sư tọa tuệ quyền, sư tọa có ở trước máy và sư tọa có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Ồ, và thấy sư tọa tuệ quyền đưa tay rồi. Sư tọa tuệ quyền, nếu chúng ta nói về bốn cái biết ở đây, cái biết của trí, cái biết của thức, cái biết của thọ, cái biết của tưởng, thì trong bốn cái biết nào chúng ta có thể trao dồi được và cái nào chúng ta không thể trao dồi được? Cái thỉnh thì đó. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Mai và Nam mô Sang Khai và giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng ta kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phương Hạnh, Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông, Cục Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tương tự Cục Chư Phật Tử. Và hỏi rằng có những cái biết để được đề cập là tuệ tri, thức tri, tưởng tri, thọ tri, cái nào mà được trao dồi, cái nào không thể trao dồi. Thì kính thưa quý vị, thì nếu như chúng ta, nếu mà cái biết của mình đó, nó bằng cái tuệ đó, bằng cái thức đó, thì đây chắc chắn là chúng ta cần phải có sự trao dồi nó. Còn cái tưởng tri tức là nó nhớ lại rồi. Còn cái cảm, còn cái thọ tri tức là khi chúng ta biết được đó, thì nó đang là cảm thọ. Cho nên cái sự trao dồi đó nó xuyên qua là phải. Và đối với cái trí và cái thức, cái thức tri đó, mà chúng ta, ví dụ như chúng ta tạo cho tâm của mình nó luôn luôn được mạnh khỏe, nó luôn luôn được hăng hái, nó luôn luôn có chánh niệm, nó luôn luôn có tỉnh giác, nó luôn luôn có chánh định, hay tâm nó khinh an, thì cái thọ tri nó sẽ khởi sanh lên rất là an lạc, rất là bình thường. Hay là cái tự, hay là chúng ta tưởng tri lại đó, thì khi chúng ta tưởng tri lại những cái cảm thọ, hay là những cái vui, cái buồn của chúng ta, thì ở đây nếu như chúng ta phát huy nó và chúng ta cảm thụ nó để chúng ta điều thiện trao nó và để nó được tiến hóa đó, thì từ cái chỗ mà thức này cũng như bây giờ đó, mọi người mà cứ ngồi mà cứ buồn, mà cứ im lặng, mà cứ như chưa hề quen nhau rồi
nhưng họ không có được vui, họ không có được khỏe khoắn, họ không có được bình thường, thì đó chính là họ sống trong một cái, trong một cái cảm thọ nó u uất. Thì cái này cũng do cái tuệ tri, cái thức tri chúng ta không có sự chuẩn bị. Cho nên cái sự thức tri, cái sự tuệ tri của chúng ta có cái sự chuẩn bị cho chính nó, tức là chúng ta biết lèo lái nó là chúng ta đang rơi vào một cảm thọ rất là khổ, cái tâm của chúng ta nó đang bị cái u uất, nó rất là yếu đuối, nó rất là chậm chạp. Thì từ chỗ đó là chúng ta biết dừng lại. Vì thế cao dồn ngay chỗ này, dừng lại cái cảm thọ này, thì chúng ta phải làm sao và cho nó tích cực lên. Thì đó chính là một cái niệm tu tập rất lớn. Sở dĩ mà phiền não nó phát sanh là bởi vì tâm không có tu. Và tâm không tu ở đây chính là tự đi thức kiên, chúng ta không có điều khiển một cách rõ ràng để cho tâm nó rơi vào một cái trạng thái hoang vu, hay rơi vào trạng thái ủy mị, hay rơi vào trạng thái tật lận hối, hay rơi vào trạng thái tức là của tham dục và kiến vân vân. Đó chính là do tâm của mình. Để thức tri cái tuệ tri đó, nếu như chúng ta được một sự chỉnh chuẩn xác, chúng ta được một cái chỗ tức là chúng ta điểm đặt của nó, chúng ta biết hướng dẫn dẫn cái điểm đặt của cái tâm mình để cho nó cảm thọ nó khởi sinh lên, nó tốt đẹp, cũng như cái thức tri nó cái, xin lỗi, cái tưởng tri nó nhớ lại để nó được tốt đẹp hơn. Còn thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái ý niệm, ý của chính con là như vậy, sự hiểu biết của chính con là như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc thì cung kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha nhé. Sao thủ cái đơn thức thật tuyệt. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Nếu Đại đức Pháp Tính nghe được kinh thỉnh Đại đức Pháp Tính, trả lời cho cô thảo luận số 5. Đại đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về cái biết của tuệ tri, cái biết gọi là thức tri, cái biết gọi là thọ tri, biết gọi là tưởng tri. Thì nếu có người hỏi rằng, mình biết thì cứ biết thôi, tại sao mình phải phân biệt những cái biết khác nhau? Thì Đại đức Pháp Tính trả lời thế nào kinh thỉnh Đại đức Pháp Tính? Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Bụt Tha. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì tại sao cái người tu tập nên hiểu rõ sự khác biệt của những cái biết? Vậy thì ở đây đó, thường thường chúng ta có nghe những câu nói thí dụ như là 84.000 pháp môn, chúng ta muốn tu tập pháp môn nào cũng được. Chính vì người ta không có phân biệt ra được những cái biết của tưởng tri, liễu tri, hoặc là thọ tri vân vân, do người ta không có hiểu biết được những cái điều này. Hoặc là nếu mà nói ra một cái cách mà nó dễ hiểu hơn ấy, là có những cái pháp cần phải đoạn trừ, có những cái pháp cần phải tu tập, hoặc là có những cái pháp chúng ta phải cần phải tác chứng. Thì nếu mà chúng ta muốn biết được cái pháp nào là cái pháp cần phải đoạn trừ, nào thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng đối với cái thọ tri đi, thì những cái pháp đó chúng ta chỉ biết được đó là những cái cảm thọ nó phát sanh lên, nó do cái nhân duyên, do cái duyên đó nó có mặt nên cái này nó có mặt. Thể mà những cái cảm thọ này nó mất đi là do đâu? Do những cái nhân duyên đó nó không còn, thì những cái cảm thọ đó nó không còn nữa. Thì chính vì vậy đó mà cái người tu tập cần phải biết được những cái pháp này là như cái pháp nào, cái thọ tri là như thế nào, hoặc là
đối với cái tưởng tri mình biết được bằng cái do cái sự do cái tưởng sanh nha của mình nó ghi nhớ lại, nó ghi nhớ lại. Thành ra đó, đối với một vị mà tu tập về thiền quán, chúng ta phải biết phân biệt rõ ràng được những cái biết này từng phần như vậy, thì lúc đó đó chúng ta mới có cái tâm tư nó sáng suốt để mà chúng ta nhận định được những cái pháp nào mà chúng ta cần phải đoạn trừ, những cái pháp nào mà chúng ta cần phải tu tập, những cái pháp nào mà chúng ta cần phải tác chứng. Thì nếu mà muốn dẫn đến cái thành quả đó hoặc là cái sự thành công đó, thì chúng ta phải phân biệt được những cái biết mà ở trong khi mà mắt thấy cảnh sắc hoặc tai nghe tiếng vân vân, là chúng ta phải có được những cái khi mà chúng ta phải ghi nhận mà chúng ta biết được qua những cái trình độ đó, những cái trình độ đó thì lúc đó chúng ta mới biết được là cái pháp nào mà chúng ta cần phải tu tập, những cái pháp nào mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Chứ thường thường đối với tất cả những cái biết đó, thì nếu mà chúng ta không phân biệt ra đó, thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn hoặc là bị lẫn lộn. Mà đối với cái pháp mà chúng ta tu tập, đối với cái sự tu tập của chúng ta đó, mà những cái điều này mà chúng ta còn bị nhầm lẫn, chúng ta còn bị lẫn lộn, thì không thể nào mà chúng ta đi đến cái sự mà thành tựu được những cái pháp mà chúng ta muốn được cái sự thành tựu. Thành ra chính vì cái điều này đó mà đối với cái người tu tập cần phải hiểu, cần phải hiểu rõ cái sự khác biệt, cái nào mình biết được là do tưởng. Thí dụ như quý vị thấy rằng những cái vị mà tu tập về thiền đi, người ta phải biết được là những cái pháp nào mà do mình suy tư, những cái pháp nào mà do mình biết được bằng cái tưởng của mình, hoặc là những cái pháp nào mà do chúng ta biết được do cái trí tuệ nó sanh lên. Thì đối với một cái vị tu tập đó, thì mình phải phân định ra được những cái điều đó rõ ràng. Thành ra chính vì những cái lý do mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì cái người mà tu tập thì phải biết rõ được những cái sai biệt do cái sự thấy của một cái người tu tập. Thành ra ở trong cái phần này chúng ta phải rằng đối với một người tu tập thì mình phải hiểu biết rõ những cái sự khác biệt của từng cái biết khi mà chúng ta nhận thức đối với các cảnh, hoặc là chúng ta nhận thức đối với những cái cảm thọ nó sanh lên, hoặc là những cái pháp gì đó nó sanh lên. Chúng ta phải biết rõ rằng là đây là tưởng tri, hay là đây là thức tri, hay là đây là cái thọ tri, hoặc là đây là cái sự liễu tri. Đó, thành ra chúng ta cần phải biết rõ được những cái điều này. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 5 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thú kính trực về Đức Pháp Tính. Thưa quý vị, chúng tôi thường nhắc quý vị rằng ở trong cái trình bày về Phật Pháp, chúng ta có cái trình bày theo cách quy mô và cái trình bày theo cách vĩ mô, theo macro và micro. Cái trình bày vĩ mô thường được thấy ở trong Thắng Pháp Abhidhamm, và quy mô được dùng ở trong kinh tạng. Thí dụ như trong cách nói vĩ mô á, thì tất cả tâm đều có bốn cái biết, dù là cái tâm của một vị chứng thiền vô sắc thực sự cao nhất, thì cũng có thọ tưởng hành thức. Nhưng mà trong cách nói mà nói đại loại nói chung á, mà không đi vào vĩ mô đó, thì ở đây khi mà Ngài Xá Lợi Phất được hỏi về tưởng tri, thì Ngài đặc biệt đề cập đến cái biết của thiền chứng sắc giới. Thí dụ như một hành giả tu tập thiền sắc giới, dùng những cái kasina hay là những cái án xứ
đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng. Ở đây người đặc biệt người nói đến màu sắc ánh sáng. Thì những màu sắc ánh sáng đó đó, nó nói lên cái ấn tượng. Vị này giữ cái ấn tượng từ cái Kasina trở thành trợ tướng, trở thành quan tướng. Thì những ấn tượng này gọi là thọ tri này đó, nó đặc biệt là quan trọng đối với những cái vị thiền sắc giới. Nhưng mà khi một vị tu thiền vô sắc, thì thiền vô sắc không có dùng cái tưởng tri, và không trùng dùng, không dựa trên cái ấn tượng, mà trái lại thì vô sắc là một sự phủ nhận. Ví dụ như không vô biên là phủ nhận sắc, thức vô biên thì phủ nhận hư không và vô biên, vô sở hữu là phủ nhận thức vô biên, và phi tưởng phi phi tưởng thì phủ nhận vô sở hữu. Thì sự phủ nhận này nó khác với cái tưởng. Và sự phủ nhận đó đó, thưa quý vị, nó lại là một thứ tam bụi định, mà dựa trên cái thức tri. Trong lúc, tại sao chúng ta nói dựa thức tri? Là bởi vì, ví dụ như thức vô biên, thì nhìn lại cái không vô biên, phi tưởng phi phi tưởng, nhìn lại cái vô sở hữu. Nhưng mà đến mức độ cao nhất thì vị đã dùng tuệ tri. Thì cái tuệ tri mà được đề cập đến tại đây đó, không phải là cái biết của trí tuệ trong hành quẩn đơn thuần, mà cái tuệ tri đó là cái mức độ cao nhất. Mức độ cao nhất này chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là tuệ giác. Tuệ giác trong tâm đạo. Tuệ giác này sát trừ phiền não. Tuệ giác chứng tri niết bàn, liệu chứng niết bàn. Do vậy, bốn cái biết này, cái biết của thức tri, xin lỗi, cái biết của tuệ tri, cái biết của thức tri, cái biết của thọ tri, tưởng tri này đó, không được nói trong cái nói của tất cả tâm, như là chúng ta thường nói là bốn nhân quyển đi chung với nhau. Cái này chúng ta không nói tới. Ở đây là bốn cái biết được dùng làm cái nền tảng của thiền. Và quý vị quan hệ trời chúng tôi một chút. Bởi vì vậy, thưa vị, mỗi một đoạn kinh mà chúng ta học thì chúng ta phải học rất là kỹ, bằng cách là chúng ta xem lại cái mạch văn hay là cái ngữ cảnh được giảng trong trường hợp nào. Và riêng về bài kinh này là một bài kinh mà Ngài Mahakothika hỏi Ngài Xá Lợi Phất một cách rất là chi tiết về trong cái biết của một thiền giả hay là của một người tu thiền, thì cái biết được sử dụng ra sao. Nhưng mà riêng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, như là chúng ta sống mỗi ngày, thì thưa quý vị, chúng ta cũng có thể biết về bốn cái biết này. Cái biết của tưởng tri là cái biết của kinh nghiệm, dùng cái kinh nghiệm của quá khứ để nhận diện ra hiện tại. Và thường là cái biết của tưởng tri nó liên quan đến tôn giáo, nó liên quan đến ngôn ngữ, nó liên quan đến nhiều thứ, những cái gì mà chúng ta trải nghiệm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là nhiều người trong chúng ta đi đến chùa mà không có thắp nhang, mà chỉ lấy Phật không thắp nhang, thì mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Thì chúng ta nên biết rằng cái đó nó chỉ là do cái kinh nghiệm. Hồi nhỏ tới lớn, mỗi lần mình lại Phật thường thắp nhang, vì không có thắp nhang mình thấy gì, cái đó chỉ là tưởng tri. Hoặc giả là cái biết của thọ tri, chúng ta sinh ra làm người thì có mắt tai mũi lưỡi thân, và chúng ta có thể cảm nhận được cảnh xấu và tốt và cảnh xấu. Nhưng mà có nhiều người họ gặp một cái
cảnh tốt đó, họ không chịu được. Có nhiều người gặp cái xấu họ không chịu được. Thì mình hiểu là cái cảm thọ nó biết nó thuộc về bản năng hay là thuộc về cái nghiệp quá khứ. Và đôi khi đối hành giả là mình phải vượt qua. Thường là chúng ta nói đến cái phobia. Phobia là gì? Sợ dán, sợ chột, đồ vật. Rồi chúng ta nói đến cái biết của thức tri, là cái biết của thị giác, của thính giác, của hướng giác, vị giác, xúc giác. Và người tu tập thì biết rằng thể có căn thì có cảnh, có căn có cảnh thì có thích, có xúc thì sẽ sanh thọ, đơn giản như vậy. Không có làm lớn việc gì nữa. Hôm nay mình thấy cảnh rất là đẹp, rồi mai mình thấy cảnh xấu, hôm nay mình nghe bản nhạc rất là hay, ngày mai mà bản nhạc rất là dở, thì chúng ta nên hiểu cái tương đối của cái thức tiên. Không nên thổi phồng đó, không nên phóng đại đó. Và điều quan trọng của chúng ta là tuệ tri. Thì cái chất xúc tác của tuệ tri đó là nhìn thấy được đầu mối của nhân quả, đầu mối của nguyên nhân và hệ quả, đầu mối của tác động. Chúng ta gọi là tuệ tri. Nếu ví dụ như là mình đặt cái ổ chìa khóa xuống mà thiếu trách nhiệm, thì mình phải nhớ rằng do thiếu trách nhiệm mình sẽ quên đi. Hay hoặc giả, chúng ta làm gì đó mình biết cái hậu quả của nó. Cái đó gọi là tuệ tri. Một con người mà nhìn thấy sự sanh diệt của các pháp, một con người thấy khổ và nguyên nhân sanh khổ, thì cái biết đó không phải là cái biết của thọ, của tưởng, của thức được. Biết đó là của tuệ tri. Và do vậy chúng ta đi vào trong cuộc đời này đó, mặc dù có nhiều cái biết, nhưng mà đôi khi đừng quá tin vào cái biết đó. Ví dụ có những người luôn luôn nghiêng về cái biết của kinh nghiệm, cái đã từng gặp, cái đã từng trải qua, nhưng mà coi chừng có nhiều khi kinh nghiệm nó gặp mình, mà thường khi nó gặp mình, ta nói trong gà hóa cốt, trong con rắn được sợi dây, hay là ngược lại thấy sợi dây tưởng con rắn, thấy con rắn tưởng là ma, thì chúng ta hỏi coi chừng cái những cái biết của đời sống. Nhưng câu chuyện cái biết còn dài, chúng ta sẽ lại về cái phương quản ở trong tuần tới, và có lẽ tới thiểu là thứ hai buổi học, có thể thêm ba buổi học nữa. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý tu nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Xích Quan Nguyệt và Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kapa
sai ni đô các tăng bồ tát phật lang mai hằng sa pê pa ki pa văn tu thế ye tăng các tăng su vi tăng nên tăng bồ tát phật lang mai ya ye cha ta tham cha nan ti đề va gan tu a di về cha dung sa pê lô cam di ye sa ta chi văn ta tha ra ni tu ca ma tu nhang phu cha nan sa pê lập phan tu mong a chi con xin hồi hướng phước lành mà khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban còn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena so ne hon du ye hon sarang viên công đức đã làm kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Ma xin phép được đóng trưng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.